chào bạn, bạn đã lắp đặt màn hình ô tô thông minh GoTech. Đây là video giới thiệu và hướng dẫn sử dụng tính năng kết nối Internet 4G và phát Wi-Fi cho các thiết bị khác trên xe trên màn hình ô tô thông minh GoTech. Một, hướng dẫn kết nối Internet 4G. Từ giao diện chính, phút thanh thông báo, bấm vào biểu tượng dữ liệu di động để bật, bấm một lần nữa và xác nhận để tắt. 2. Hướng dẫn phát Wi-Fi. Đầu tiên, mở Wi-Fi trên màn hình ô tô thông minh GoTech. Từ giao diện chính, phút thanh thông báo, vào cài đặt, vào cài đặt không dây, vào thêm, vào điểm phát sóng và chia sẻ kết nối. Ở mục điểm phát sóng Wi-Fi, gạt nút bấm sang phải. Sau đó mở Wi-Fi trên điện thoại. Từ giao diện chính của điện thoại, phút thanh thông báo, vào Wi-Fi, tìm kiếm mạng Wi-Fi. Lựa chọn mạng Wi-Fi tìm được. Nhập mật khẩu nếu có và kết nối. Điện thoại của bạn đã có thể kết nối Internet. Hướng dẫn thiết lập Wi-Fi theo ý muốn cá nhân. Vào thiết lập điểm truy cập Wi-Fi và quản lý người dùng. Vào thiết lập điểm phát sóng Wi-Fi. Đặt tên mạng mới. Đặt mật khẩu mạng. Sau đó bấm lưu. Các bạn vừa xem video giới thiệu và hướng dẫn sử dụng tính năng kết nối Internet 4G và phát Wi-Fi cho các thiết bị khác trên xe trên màn hình ô tô thông minh GoTech. Xin chào và hẹn gặp lại!